Tại vòng 31 Premier League, Leicester City đã nới rộng khoảng cách với các đội bám đuổi nhờ chiến thắng 1-0 trên sân của Crystal Palace với bàn thắng của Riyad Mahrez. Leicester City hiện hơn đội xếp thứ hai là Tottenham 8 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Arsenal đã tìm lại được chiến thắng khi đánh bại Everton trên sân khách với tỷ số 2-0 nhờ những pha lập công của Welbeck và Iwobi. Pháo thủ hiện còn kém Leicester City 11 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trên sân nhà, Chelsea chỉ giành được 1 điểm trong cuộc tiếp đón West Ham và duy trì thành tích bất bại tại Premier League dưới thời của huấn luyện viên Hiddink. Tại La Liga, Atletico Madrid gần như đã dương cờ trắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch với Barcelona sau trận thua 1-2 trên sân của Sporting Gijón. Khoảng cách hiện tại giữa họ và Barca vẫn đang là 8 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Tại trận cầu tâm điểm vòng 30 Serie A, Inter Milan đã chặn đứng mạch 8 trận toàn thắng của AS Roma với trận hòa 1 đều trên sân nhà. Tại vòng 27 Bundesliga, Bayern Munich đã gia tăng khoảng cách với Dortmund lên thành 8 điểm với chiến thắng tối thiểu trên sân của Cologne. Đêm nay, Dortmund sẽ làm khách trên sân của Augsburg. Tại trận đấu giao hữu thứ hai của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, đội trưởng Công Vinh đã lập một hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh. Vào ngày 24 tháng 3, đội tuyển quốc gia sẽ tiếp đón Đài Loan Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Vé xem trận đấu này sẽ được bán từ 8 giờ 30 phút sáng mai. Tại lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U19 quốc gia, Hà Nội TVT đánh bại BKMX Bình Dương với tỷ số 3-2, trong khi Saratech Khánh Hòa và An Giang hòa nhau 2 đều. Tại bán kết ATP BNP Paribas Open, Djokovic đã lần thứ 25 vượt qua Nadal khi giành chiến thắng với tỷ số 7-6-6-2. Đối thủ của Nole ở trận chung kết sẽ là Milos Raonic, người đã đánh bại Gofanh với tỷ số 6-3-3-6 và 6-3. Đương kim vô địch thế giới F1 Hamilton là người sẽ có vị trí xuất phát đầu tiên tại Australian GP nhờ thành tích 1 phút 25 giây 251 cho một vòng đua. Các vị trí tiếp theo sẽ là Nico Rosberg, Vettel và Raikkonen. Tại thể thức MotoGP, đương kim vô địch thế giới Jorge Lorenzo đạt thành tích tốt nhất cho một vòng đua là 1 phút 54 giây 543 tại chặng đua phân hạng của Qatar GP. Tại trận chung kết giải New Zealand International, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại Si Kui Chun 21-23, 21-8 và 21-8 để đăng quang chức vô địch.